Kẹo marshmallow là loại kẹo được trẻ em yêu thích, nhưng đối với trẻ em dưới 4 tuổi thì có thể trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ăn mà cha mẹ cần hết sức lưu ý. Kẹo marshmallow được đông đảo trẻ em yêu thích vì hương vị mềm dẻo, ngọt nhẹ và bông xốp rất lôi cuốn. Nhưng bên cạnh hương vị cuốn hút đó, không ai có thể nghĩ rằng đó là một mối nguy hiểm cho trẻ dưới 4 tuổi. Hãy cùng tìm hiểu tại sao kẹo marshmallow là mối nguy hiểm cho trẻ em nhé! 1. Những nguy hiểm tiềm ẩn khi trẻ ăn kẹo xốp marshmallow. Một thí nghiệm của cô Nikki Jacobs, một người mẹ ở Mỹ và là cựu nhân viên y tế, đã cho thấy rằng kẹo marshmallow là một thực phẩm có thể gây nguy hiểm tiềm ẩn cho trẻ em dưới 4 tuổi. Video thí nghiệm của cô đã thu hút các bậc cha mẹ trên toàn thế giới, với con số lên đến 3,5 triệu lượt xem. Trong thí nghiệm, cô đã giải thích rõ kẹo marshmallow là một loại thực phẩm có kết cấu mềm, dẻo và bông xốp, rất dễ mắc kẹt vào đường thở của trẻ em. Khi kẹo dính nước, bị chảy ra một phần, càng dễ dính chặt vào khí quản của trẻ, đặc biệt khó khăn trong việc sơ cứu vì kẹo có độ bám dính cao. Dẫn chứng thí nghiệm của cô Nikki Jacobs đã cho thấy được những nguy hiểm tiềm ẩn khi cho trẻ em dưới 4 tuổi ăn kẹo marshmallow. Thí nghiệm đã chứng minh loại kẹo mềm dẻo này có thể nhanh chóng mắc kẹt trong cổ họng của một đứa trẻ thông qua vật dụng minh họa đơn giản bằng một cái ống nhựa tượng trưng cho khí quản. Cô Nikki Jacobs áp dụng mô phỏng phương pháp sơ cứu Hamlet men nểu vờ khi trẻ em bị mắc nghẹn một thứ gì đó trong khí quản với một quả nho và kẹo marshmallow. Hai vật dụng thí nghiệm này đã phản ánh rõ sự nguy hiểm tiềm ẩn mà cha mẹ cần phải suy nghĩ. Khi cô cho quả nho vào thì dễ dàng đánh bật sau vài cú đập tay. Nhưng đối với kẹo marshmallow thì trái ngược lại, cô đã thực hiện các thao tác tương tự quá trình nhai và nuốt, cho đến khi bị mắc kẹt vào ống nhựa, kẹo lập tức bị bám dính và kẹt lại. Trong lúc đập mạnh vào ống cũng không có sự xê dịch, mặc dù thực hiện nhiều lần cũng không có được kết quả như đã áp dụng với quả nho. Do đó, cô Nikki Jacobs đã đưa ra lời khuyên vô giá trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra đối với một đứa trẻ, đó là không nên cho trẻ em dưới 4 tuổi ăn kẹo marshmallow. Nếu muốn cho trẻ ăn kẹo xốp marshmallow, cha mẹ hãy cắt nhỏ hoặc cho trẻ ăn loại kẹo mini kích thước nhỏ để phòng ngừa rủi ro. 2. Những lưu ý khi cho trẻ ăn kẹo xốp marshmallow. Độ tuổi của trẻ. Khi cho trẻ ăn kẹo marshmallow, cha mẹ hãy đảm bảo rằng con mình đã đủ tuổi để sử dụng. Đặc biệt, hãy lưu ý rằng không nên cho trẻ dưới 4 tuổi ăn kẹo này, vì trẻ còn quá nhỏ nhai không kỹ, khi nuốt dễ bị mắc nghẹn vướng vào khí quản, gây ra nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Kích cỡ và hình dạng. Để tránh được nguy cơ nghẹt thở cho trẻ khi sử dụng kẹo marshmallow, cha mẹ cần lưu ý chỉ cho con sử dụng loại kẹo có kích thước phù hợp, không quá lớn. Vì trẻ em khi ăn không để tâm đến kích cỡ của kẹo nên rất dễ xảy ra nguy hiểm. Kiểm tra thành phần. Trước khi cho trẻ ăn kẹo marshmallow, cha mẹ nên kiểm tra thành phần để tránh trường hợp gây kích ứng hoặc không phù hợp với trẻ. Số lượng và tần suất ăn. Kẹo marshmallow thường chứa rất nhiều đường, do đó cha mẹ cần lưu ý không cho trẻ ăn quá nhiều, kiểm soát số lượng và tần suất ăn của trẻ. Vì hấp thu kẹo có lượng đường quá lớn sẽ dẫn đến vấn đề tăng cân, béo phì, sâu răng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Giám sát khi con ăn kẹo. Khi trẻ ăn kẹo marshmallow, cha mẹ cần giám sát con để đảm bảo an toàn. Khi ăn, cha mẹ nên hướng dẫn con nhai một cách cẩn thận, không vội vàng để tránh nguy cơ gây nghẹt thở cho trẻ. Nếu xảy ra vấn đề nguy cấp nào hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời.